Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng học đọc sách với những túi hạt nhiều màu này nha. Đây là màu gì? Ồ, đây là màu trắng. Đây là những hạt tròn màu trắng rất là đẹp. Đây là màu gì? À, đây là những hạt kim cương màu trắng. Đây là màu gì? Đây là màu vàng. Màu vàng. Màu cam. Màu cam. Và đây. Đây là màu xanh lá cây. Đây là màu xanh dương, màu xanh da trời. Đây là những hạt nhỏ màu xanh lá cây. Các bạn thấy nó óng ánh rất là đẹp phải không? Đây là màu hồng. Màu hồng. Màu đỏ. Những hạt kim cương màu đỏ. Màu tím. Màu tím. Kim cương màu hồng. Màu hồng. Màu cam. Màu vàng. Hồng. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu vàng. Màu vàng. Rất nhiều màu. Đây là một túi hạt có rất nhiều màu. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Xin chào tạm biệt.